Ui, có con cua này có nhiều trứng quá. Hôm nay mình kiểm tra cái cây 10 giờ ghép nha các bạn. Ghép màu vàng, màu tím, màu hồng nhạt, rồi màu đỏ lên cái thân màu trắng này. Thì bây giờ cũng đã 3 tháng rồi, mình thấy nó phát triển được như vậy. Nó ra được một vài bông và rất là nhiều nụ. Một đặc điểm của hoa 10 giờ ghép, cái phần thân của nó mình dán vào với nhau như vậy nè. Nó sống không có khỏe bằng cái cây 10 giờ mà mình trồng trực tiếp, mặc dù là mình ghép rất là cẩn thận. Trên hình ảnh thì các bạn sẽ thấy là nó hoa rất to, rất đẹp. Nhưng nếu các bạn không có kỹ thuật chăm mà mình mua về đó, thì có thể là nó sẽ không có còn được như cái hình ảnh người ta giới thiệu nữa. Không phải là do cái cây người ta trồng không tốt, nhưng mà cái kỹ thuật chăm của hoa 10 giờ ghép nó khó hơn là cây hoa 10 giờ thường. Thì trong quá trình mà mình nghiên cứu cái này để mình tạo ra những cây ghép như vậy nè, thì mình phát hiện ở dưới này có hai con cua nè. Cua đang giao phối nha. Thì bình thường mình thấy con cua nó bò ngang. Cái càng của nó thì một bên to một bên nhỏ. Thì cái càng to dùng để kẹp thức ăn, cái càng nhỏ để xé thức ăn đưa vào miệng. Còn chân của nó thì đã đi ngang. Phía sau cái chân của nó thì có hai cái chân nhỏ, nó có bè bè ra. Thì cái chân nhỏ đó dùng để bơi trong nước, dùng để bơi làm mấy chèo bơi trong nước. Còn khi mà nó giao phối thì nó sẽ úp hai cái mu của nó dính vào nhau. Thì con cua này nó tạo thành trứng trong cái ổ bụng của con cua cái. Thì khi mà nó đẻ thì nó đẻ con. Cua này nó đẻ một lần hơn 1.000 con cua nữa các bạn. Mình làm phiền nó một chút để mình nghiên cứu ha. Thì khi mà nó giao phối như vậy là nó dính cứng ngắc luôn. Nãy giờ hơn nửa tiếng rồi mà con này nó kẹp vào con kia. Cái càng của con này kẹp vào cái càng của con kia, nó dính cứng ngắc luôn. Con mắt nó mình đụng vào thì nó vẫn chớp mở nè. Nó vẫn chớp mở. Miệng nó vẫn nhúc nhích nhưng mà người nó thì cứng đơ. Mình thử để vô coi nó có kẹp không nha. Ồ, nó kẹp các bạn ơi, nó kẹp cái cây đũa của mình nè. Nó kẹp cứng ngắc luôn. Thôi mình để đây cho nó giao phối ha, không làm phiền nữa nha.